Sau scandal với Trường Giang, nam em tiếp tục dự thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2018. Nam em khiến cộng đồng mạng xôn xao khi có thông tin cho rằng cô sắp tham gia một cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 trong thời gian tới. Sau khoảng thời gian lao đao vì lùm xùm tình ái, nam em đã vực lại tinh thần và dần trở lại với các hoạt động trong làng giải trí. Mới đây, người đẹp Tiền Giang khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đơn vị giữ bản quyền úp mở việc cho cô sắp tham gia một cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 được công bố vào 12 giờ trưa nay. Cách đây vài ngày, tranh fanpage còn nhá hàng một cách nửa kính nửa hở rằng đại diện chính thức của Việt Nam tại Miss Tourist Queen International 2018 đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày ra trận. Cô ấy là ai nhỉ? Chân dung của người đẹp tham dự cuộc thi này đã bị che mặt bởi icon. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, nam em bất ngờ viết mới nhận một tin rất vui từ anh quản lý, lại xuất hiện tại sân khấu một cuộc thi Hoa hậu quốc tế rồi, chuẩn bị luyện tập và xuất hiện đầy tự tin lại nào, tháng 4 nỗ lực và miệt mài làm việc. Ngay lập tức, chia sẻ của nam em đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đa phần mọi người đều bày tỏ sự vui mừng khi thấy nam em đã vượt qua được cú sốc tình cảm và tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Bên cạnh đó, rất nhiều fan cũng gửi lời chúc mừng và cho rằng nam em sẽ giành được thứ hạng cao trên đấu trường nhan sắc sắp tới. Vào năm 2016, nam em từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth và lọt vào top 8 của cuộc thi. Sau đó, cô được bổ nhiệm làm giám đốc của Miss Earth Việt Nam. Liên lạc với nam em, cô xác nhận sẽ tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong thời gian tới, nhưng có phải Nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 thì cô không khẳng định hay phủ nhận. Loạt ảnh xấu xí không tưởng của Nhã Phương, Harry Won và nhiều sao Việt đình đám. Nhiều diễn viên đã không ngại hy sinh vóc dáng hình ảnh cho vai diễn trong phim. Trong Thám tử miệt vườn, Nhã Phương vào vai một cô gái phải sống lăn lộn bươn chải từ nhỏ và sa chân vào băng nhóm chuyên buôn bán phụ nữ, trở thành gái giang hồ. Cô chấp nhận làm xấu mình để đầu bù tóc rối cho giống những thành phần bất hảo trong xã hội. Nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân khiến nhiều người phải kinh hoàng khi hóa thân vào một nhân vật xấu ma chêu quỷ hần trong phim Thẩm mỹ viện. Với làn da đầy mụn, hàm răng hô, kiểu tóc và gu thời trang thảm họa, Phi Thanh Vân đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Trong bộ phim Bóng tối rực rỡ, Lê Khánh đảm nhận một vai diễn bị hủy hoại nhan sắc bởi chính mẹ của mình. Tạo hình trong phim này của cô khiến người xem phải rùng mình. Trong phim Trùm cỏ, Harry Won vào vai nữ hoàng đầu gấu, do đó tạo hình của cô cũng rất bụi bặm và lì lợm. Thay bằng gương mặt thanh tú xinh đẹp là hình ảnh đen nhẹm xấu xí trên phim trường. Trong Âm tính, Mai Phương Thúy không sợ làm xấu để có một vai diễn thành công. Trong phim Ngọc Trai, Ellie Trần hóa thân thành một cô bé ăn mày, chuyên sống bằng nghề trộm cắp ăn xin. Hình ảnh nữ diễn viên trong tình trạng lem luốc đen nhẽm và mái tóc đầu bù tóc rối được công chúng đánh giá cao về sự hy sinh cho nghệ thuật của cô. Quỳnh Nga hóa thân thành cô gái vừa vụng về vừa xấu xí với làn da đen nhẽm trong Lập trình cho trái tim. Xuất hiện rất ấn tượng trong vai Phượng Đê trong phim Không trùng bước, Kim Phượng đã khiến nhiều người sởn gai ốc vì chất anh chị với vai đồng tính nữ. Gương mặt lạnh lẽo vô hồn với ánh mắt sắc lẹm và những tia máu đỏ, vai diễn Trần Tướng Quân của Khương Ngọc trong Thiên mệnh anh hùng khiến người đối diện phải sởn gai ốc bởi ánh nhìn ma quái của một kẻ giết người không gây tay. Vào thời điểm bộ phim Cô gái xấu xí được phát sóng, ngay cả những khán giả từng yêu mến nữ diễn viên Ngọc Hiệp cũng không thể nhận ra thần tượng khi cô xấu ngoài sức tưởng tượng. Trong Để Mai Tính, Thái Hòa hóa thân thành một gã BD, mặc đồ hoa hòe rực rỡ, trang điểm lòe loẹt ổng nghèo với cánh đàn ông. Minh Hằng khiến nhiều người bất ngờ và thán phục khi khoác lớp áo trang phục nặng 15kg trong phim Sắc đẹp ngàn cân. Quỳnh Anh Xin vào vai một cô gái xấu xí có làn da đen nhẽm và luôn luôn gặp xui xẻo trong bộ phim Đời cho ta bao lần đôi mươi. Mai Tài Phến và Hương Tràm lại tình tứ sau khi xác nhận chia tay. Thầy giáo Mưa và nữ ca sĩ 9X tay trong tay dự sự kiện ra mắt đoàn phim Em gái Mưa phiên bản điện ảnh. Chiều ngày 3 tháng 5, Mai Tài Phến và Hương Tràm cùng xuất hiện tại buổi ra mắt đoàn phim Em gái Mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai mặc trang phục tông trắng tươi cười khi đứng trước ống kính. Đây là lần đầu cặp đôi dự sự kiện sau khi tuyên bố chia tay sau một tháng hẹn hò. Hương Tràm khoát tay, không ngại thể hiện sự gần gũi bên thầy giáo Mưa, trả lời về nghi vấn tái hợp sau khi chia tay.
Cả hai khẳng định chỉ là bạn tốt của nhau. Mai Tài Phến từng chia sẻ, anh khâm phục và trân trọng ca sĩ 9X vì tài năng bản lĩnh trong nghề nghiệp cuộc sống. Lý do cả hai không tiếp tục mối quan hệ tình cảm, theo anh là cả hai còn trẻ, cần nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy chia tay, anh kể cả hai vẫn gặp nhau, Hương Tràm còn đến đoàn phim thăm mọi người. MV Em Gái Mưa đến nay đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Hóa thân vào vai thầy giáo, Mai Tài Phến nhanh chóng được khán giả biết tới và yêu thích. Trước đó, chuyện tình một tháng của Mai Tài Phến và Hương Tràm đã được trấn thành bật mí trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Là chủ nhân của bản hit đình đám, nhưng Hương Tràm không được đạo diễn Cao Quay Tuấn Anh mời đóng nữ chính. Nam đạo diễn tiết lộ đã mời Hương Tràm đến casting, nhưng cô diễn xuất không tốt. Hơn thế, cô còn chín chắn hơn nhiều so với lứa tuổi của vai diễn, vai chính trong phim dành cho diễn viên Thùy Linh. Dàn diễn viên trong phim Em Gái Mưa có sự tham gia của quán quân Cười Xuyên Việt 2017 Hồng Thanh, Trang Hí, Tiến Vũ. Theo đạo diễn, vai Em Gái Mưa ban đầu mời Thanh Vi, cũng là người đóng cặp với Mai Tài Phến trong MV, nhưng cuối cùng hủy hợp đồng để đóng phim Ghi. Hot Boy Đông Hồ của phim Tháng Năm Rực Rỡ cũng có mặt trong Em Gái Mưa. Nam diễn viên cho biết muốn có nhiều vai diễn thử thách tâm lý nhiều hơn. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 1 tháng 6. Phương Mỹ Chi lại bị tố đi trễ 2 tiếng đồng hồ, thái độ chảnh chọe. Phương Mỹ Chi tiếp tục bị nhiều cộng đồng mạng tố đến trễ hơn 2 tiếng và có thái độ chảnh chọe. Chỉ mới 15 tuổi, Phương Mỹ Chi đã có một lượng fan hùng hậu, kiếm được rất nhiều tiền để phụ giúp gia đình nhờ vào giọng hát dân ca ngọt liệm của mình. Tuy nhiên, nổi tiếng quá bất ngờ, mọi hoạt động của Phương Mỹ Chi đều nhận được sự quan tâm, chú ý từ đông đảo khán giả. Có lẽ việc đối mặt với áp lực thành công từ sớm đã khiến cuộc sống của cô bé bị đảo lộn hoàn toàn. Mới chỉ gần 4 năm bước chân vào showbiz, Phương Mỹ Chi liên tiếp dính phốt khiến hình ảnh đẹp của mình ngày nào đang dần mất điểm trong mắt người hâm mộ. Vào chiều 3 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Hương Lan họp báo một chương trình âm nhạc. Tại đây, Phương Mỹ Chi bị nhiều cư dân mạng tố đến trễ hơn 2 tiếng và có thái độ chảnh chọe. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc với ekip của Phương Mỹ Chi để có thể hiểu rõ hơn về những thông tin trái chiều. Đại diện Phương Mỹ Chi cho biết, việc đến trễ họp báo là chuyện xảy ra không ai lường trước được, do đang đi học và được thầy Quang Lê mời đến họp báo, nên Phương Mỹ Chi phải học xong mới có thể đến tham dự. Còn việc có thái độ chảnh chọe thì đại diện Phương Mỹ Chi xin phép không đưa ra câu trả lời. Vì đối với ekip, việc thái độ sống của chị Bảy trước giờ như thế nào, mọi người đều có thể cảm nhận được. Trước đó không lâu, Phương Mỹ Chi nhận nhiều ý kiến trái chiều cho rằng ở tuổi 15 cô bé nên lo học hành thay vì có bạn trai quá sớm. Tuy nhiên, không để bị hiểu lầm, Phương Mỹ Chi nhanh chóng lên tiếng khẳng định hình ảnh đăng tải chỉ là giỡn đùa vui giữa bạn bè với nhau. Lê Phương tiết lộ khóc nhiều vì nhớ về chồng cũ khi đóng phim. Nữ diễn viên cho biết vai Hương trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã khiến cô khóc rất nhiều. Khi đóng phim, bao nhiêu ký ức buồn về quá khứ với Quách Ngọc Ngoan bỗng ập về. Lê Phương vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nói về nhân vật của mình, nữ diễn viên háo hức cho biết đây là vai diễn tôi kỳ vọng và đặt nhiều tâm sức nhất. Đồng thời lấy đi không ít nước mắt. Thời buổi làm phim mì ăn liền khiến diễn viên phải đóng những phim mình không thích và cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu với mọi người. Nhưng với phim này tôi có thể tự hào khoe với khán giả. Nữ diễn viên kể vai Hương có cuộc đời với nhiều nỗi đau bi kịch về tình yêu, hôn nhân như chính bản thân mình. Vì vậy khi bước vào những phân đoạn tâm lý, độc thoại của nhân vật, Lê Phương tưởng như đang nói với chính mình nên không thể ngưng được cảm xúc. Tôi đã chờ anh ấy cả đêm, tôi trông chờ một phép lạ để anh ấy trở về, nhưng rốt cuộc anh ấy không về. Có lẽ tôi quá ngu, con đã không biết làm gì, chỉ ở trong phòng khóc một mình. Lúc đó mẹ ở đâu làm gì, mẹ chỉ ủng hộ anh ta đến với người đàn bà khác, là những câu thoại khiến Lê Phương xúc động nhất. Nữ diễn viên kể mỗi khi kết thúc cảnh quay, cô cảm thấy nặng nề, bi quan, bởi nhớ lại quá khứ đau buồn với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Tôi không thể ngưng lại cảm xúc đó, nó khiến tôi từ một người sống lạc quan trở thành bi quan. Tôi đã khóc rất nhiều cho nhân vật và cho cả bản thân mình, cô nói. Đóng cặp với Lê Phương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ là Hoàng Anh. Cả hai từng hợp tác trong nhiều phim và chơi chung 10 năm qua nên không gặp bất cứ khó khăn. Ngay cả những phân đoạn tâm lý nặng, cả hai cũng không cần tập diễn trước hay bàn bạc nhiều. Lê Phương tiết lộ, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau chúng tôi đã biết đối phương nghĩ gì, từ đó tung hứng hợp lý.
Gạo nếp gạo tẻ được chuyển thể từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc Quang Family. Biên kịch Hoàng Anh cho biết mất một năm mới hoàn thành kịch bản. Từ lời thoại bối cảnh đến các tình tiết trong phim cũng được gọt sạch mùi kim chi. Thay vào đó là phong vị của một bộ phim gia đình Việt Nam. Khán giả xem phim sẽ thấy ở gia đình bà Mai, ông Vương, chất đặc trưng của gia đình gốc Bắc. Biên kịch này nói thêm, đạo diễn Thạch Thảo chia sẻ những hình ảnh trong phim được ekip chăm chút từng chi tiết nhỏ. Phim Gạo nếp gạo tẻ phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, từ ngày 7 tháng 5.